Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay ngày 14 tháng 3 năm 2023 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Cụm thi đua số 4 Bộ Công an triển khai phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tổ công tác của Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ kiểm tra thực tế và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về giải quyết thủ tục hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 4 Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an 8 tỉnh trong cụm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, những năm qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, đã đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng chí Vũ Việt Văn mong muốn các cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung. Đồng thời đề nghị công an các tỉnh trong cụm thi đua số 4 tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thi đua thực hiện tốt những nội dung sẽ ký kết, tạo động lực quan trọng giúp Công an Vĩnh Phúc nói riêng, công an các đơn vị trong cụm thi đua nói chung phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cụm thi đua số 4 Bộ Công an gồm các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình. Triển khai nhiệm vụ thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023, các đơn vị trong cụm thực hiện khẩu hiệu hành động: xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Nội dung thi đua tiếp tục gắn với việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh văn hóa ứng xử, xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương của tỉnh. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có 16 chương, 236 điều, phạm vi sửa đổi toàn diện các lĩnh vực, nội dung, chính sách. Trong đó có 9 nội dung trọng tâm được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Tại cuộc họp, đa số các đại biểu đều khẳng định việc sửa đổi Luật Đất đai là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu bức thiết trong quá trình phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này chặt chẽ, hợp lý, các quy định cơ bản rõ ràng, dễ hiểu, dễ tra cứu so với Luật Đất đai hiện hành. Bố cục trong từng chương, mục bảo đảm logic, thuận lợi trong việc thi hành cũng như cho nhân dân tìm hiểu, tra cứu. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị nên xem xét bổ sung làm rõ các quy định về thu hồi đất, quy định bồi thường tái định cư, nguyên tắc xác định giá đất cần chặt chẽ, bảo đảm tạo quỹ đất sạch để đấu giá. Quy định rõ gia hạn sử dụng đất trước hay gia hạn dự án trước, tránh gây khó khăn cho đơn vị chức năng, địa phương trong quá trình thực hiện. Bổ sung quy định chuyển tiếp để có cơ chế giải quyết những vướng mắc bất ổn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Đất đai trong các giai đoạn trước. Điều 137 thì luật đất sửa đổi đất đai thì quy định về công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Hiện nay thì nếu mà quy định như thế này thì báo cáo công chí thì hết sức vướng về cho các trường hợp mà chúng ta xử lý vi phạm về đất đai mà vi phạm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì đến nay là chúng ta không xử lý được nữa. Thì theo luật đất đai cũ của chúng ta là các trường hợp vi phạm mà về lấn chiếm đất đai mà phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thì chúng ta được phép buộc đăng ký đất đai. Thế nhưng quy định hiện nay là chúng ta
không được phép buộc đăng ký đất đai. Đề nghị bổ sung dự thảo luật theo hướng có thể tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi có quy hoạch được duyệt. Không nhất thiết phải có một cái dự án được phê duyệt thì chúng ta mới có chủ động được công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai dự án nó nhanh được. Hai nữa là có căn cứ để xử lý nhà thầu khi mà người ta chậm trễ. Chương 1 thì quy định chung ấy, cái điều 10 ấy, phân loại đất ấy, thì báo cáo các đồng chí chủ trì với các đồng chí trong hội nghị này, trong quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì cũng có cái phần quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên thì quy hoạch sử dụng đất thì là thực hiện theo quy luật của luật đất đai. Thì do đó cái phân loại đất giữa quy hoạch xây dựng và cái quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất đang có mâu thuẫn. Mâu thuẫn thứ nhất là quy hoạch sử dụng đất thì gồm 3 nhóm đất là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Nhưng mà là quy hoạch xây dựng thì gồm 3 nhóm đất lại khác là đất dân dụng, đất ngoài dân dụng và đất khác. Thì cái này thì cũng đề nghị là chỗ cơ quan tổng hợp cũng có cái đề xuất, bởi vì là cái này nó sẽ trong cái thực tiễn nó xảy ra là khi thẩm định ấy, thì nó không có áp theo thế nào để cho nó phù hợp. Đánh giá cao ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của cơ quan các cấp, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi. Với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, tổng số có 20 lượt ý kiến tham gia phát biểu. Thì là những cái vấn đề mà các đại biểu này tham gia thì chúng tôi đã tiếp thu và Sở Tài nguyên Môi trường sẽ ghi chép để mà tổng hợp báo cáo với lại Chính phủ, với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên còn một số những cái nội dung mà trong cái hội nghị ngày hôm nay thì chúng ta cũng chưa đề cập đến, thì tôi cũng nêu để các cơ quan, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu các cơ quan, đơn vị sớm hoàn thiện báo cáo góp ý luật đất đai sửa đổi. Qua đó, phản ánh ý chí, nguyện vọng và vì lợi ích của nhân dân là cơ sở pháp lý quan trọng nhất trong việc quản lý, sử dụng đất của nhà nước ta để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và từng địa phương. Sáng nay, tổ công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính Chính phủ do đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội vụ làm tổ trưởng, đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với tổ công tác. Hiện nay toàn tỉnh có 1.792 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.368 thủ tục, cấp huyện là 285 thủ tục và 139 thủ tục cấp xã. Đến nay Vĩnh Phúc đã triển khai dịch vụ công trực tuyến một phần trên toàn tỉnh, đem lại sự thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng bộ 742 dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính Chính phủ đánh giá cao việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng vào cuộc triển khai các thủ tục hành chính công điện tử, nhất là các thủ tục hành chính có yêu cầu thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin cư trú. Qua kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa thành phố Phúc Yên và Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, Vĩnh Phúc đang thực hiện tốt việc tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phần mềm một cửa. Tổ công tác đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp về việc khai thác dữ liệu cơ sở về dân cư, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, việc khai thác dữ liệu dân cư, thực hiện số hóa thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đề nghị các đơn vị, các cấp rút kinh nghiệm để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn ngay việc vận hành khai thác dữ liệu dân cư cho các bộ phận làm công tác tiếp dân tại các xã, phường, cấp huyện, yêu cầu các xã báo cáo việc thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, xác nhận thường trú bằng giấy để Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp và nắm bắt. Sở Tư pháp phải là đơn vị đi đầu thực hiện số hóa hồ sơ để thuận tiện trong việc tra cứu, đồng bộ dữ liệu. Các sở ngành liên quan tổ chức thanh kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp để kịp thời phát hiện và giải quyết những vướng mắc phát sinh.
Thưa quý vị và các bạn, các quy định về giá đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi thu hút sự quan tâm của nhiều người liên quan thiết thực đến quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Ý kiến người dân trong tỉnh đề nghị các vấn đề pháp lý điều chỉnh về giá đất và định giá đất cần phải có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn. Thời gian qua, cơ chế xác định giá đất còn nhiều bất cập, do đó giá đất cụ thể không sát với giá thị trường. Bên cạnh đó, quy định về các phương pháp xác định giá đất chưa thực sự rõ ràng và hợp lý. Việc thiếu cơ chế, phương pháp xác định giá đất phù hợp dẫn đến thị trường bất động sản diễn biến phức tạp. Việc quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn. Theo ông Đường Trọng Khang, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, dự thảo luật cần giải thích rõ các tiêu chí lợi ích công cộng trong việc thu hồi đất để tránh việc lạm dụng của tư nhân, phân định rõ từng loại đất để tránh mất cân bằng về giá, không cào bằng giá đền bù giữa các dự án nhà nước và tư nhân, nhất là các dự án đất đô thị, tránh thất thu ngân sách nhà nước và đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Nước này, bốn là doanh nghiệp này, vân vân. Nên là cái quyền lợi của từng cái đối tượng một nó cũng khác nhau, đặc biệt với người dân. Tại sao nó xảy ra những cái mâu thuẫn khiếu kiện rất là nhiều? Bởi vì cái quyền lợi của người dân không đáp ứng một cách đầy đủ. Tôi nói ví dụ như có những cái điều tôi nói trong này, tí ở trong này tôi cũng đã có nói rồi. Tức là định giá bảng giá đất thì định giá theo hàng năm và tới từng thửa đất và từng vị trí đất. Và đền bù giải phóng mặt bằng cũng đền bù theo cái giá này. Thì như báo cáo các ông chí là thí dụ như đất nông nghiệp định giá là một sào là chúng ta thí dụ như cứ là 83 triệu, ví dụ như thế. Thế nhưng mà chỉ nói thế này thôi, định và đền bù theo cái giá đấy. Nhưng khi có quyết định chuyển cái đất nông nghiệp đó thành cái đất đô thị, chưa cần nói cái gì cả, chưa cần phải đầu tư hạ tầng, chưa phải cái gì, đã lên đến hàng tỷ đồng, gấp 10 lần rồi. Quy định về giá đất cũng được người sử dụng đất quan tâm nhằm hạn chế khiếu nại tố cáo trong quá trình bồi thường cho người dân. Tôi mong muốn là với mức giá đền bù của chính phủ nó đưa ra với mức giá làm sao cho phù hợp với từng địa phương gần thành phố hoặc địa phương xa thành phố thì làm sao để có cái mức giá nó thỏa đáng đối với người dân để người dân nó được gọi là hỗ trợ được tốt nhất. Trong luật đất đai, giá đất và định giá đất là một trong những nội dung quan trọng. Nếu khơi thông được quy định này thì những vấn đề khác cũng sẽ được xử lý. Thưa quý vị và các bạn, là doanh nghiệp làm dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt, nhưng rác không được xử lý trong lò đốt theo quy định, mà rác được đốt thủ công gây ô nhiễm môi trường. Đây là thực tế đang diễn ra tại nhà máy xử lý rác thải thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương. Những hình ảnh này do người dân thôn Đô Lương, xã An Hòa, huyện Tam Dương liền kề nhà máy xử lý rác thải thị trấn Hợp Hòa ghi lại được vào đêm ngày 10 tháng 3 năm 2023. Nhà máy xử lý rác thải thị trấn Hợp Hòa đốt rác thủ công lộ thiên, khiến lửa cháy sáng rực cả màn đêm. Việc xử lý rác thải thủ công như thế này đã gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân sống gần đó. Đêm gần như là cứ cách 2-3 đêm, 12 giờ đêm là đốt, mà đốt cháy to lắm, đốt cháy cảm giác như là cháy bãi rác thải nó bị cháy nhà luôn ạ. Cứ đổ xuống có một cái hố đấy là người ta cứ mấy cẩu, người ta cẩu rác ra, người ta đổ, đêm cháy đùng đùng nó bụi, coi như là do kín hết nhà mà nó khét, nó khắm. Tóm lại là ngày đêm đốt, cũng ngày cũng đốt nhiều. Dân cũng có những hôm là tổ chức đêm vì không bụi quá không chịu được, là dân cũng tổ chức ra thì lửa đêm thì người ta dập. Dạo này đốt gọi là ở ngoài, tức là đốt suốt ngày, suốt đêm thì nó khói, mới lại mùi nó bốc lên ghê lắm. Đấy, bây giờ cái mùi của nó là nó thối. Bây giờ chỉ con thì mới đẻ rồi thì trẻ em đi học về. Sáng ngày ra là nó có mùi, là không gọi là không khí trong lành nữa, bây giờ toàn có mùi thối la đây. Ông Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Hòa cho biết, nhà máy xử lý rác thải thị trấn Hợp Hòa thường xuyên đốt rác theo hình thức thủ công, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến nhân dân trên địa bàn. Nhân dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng do nhà máy xử lý rác thải thuộc thị trấn Hợp Hòa nên rất khó xử lý. Qua cái tổng hợp và các cái ý kiến của thôn Đô Lương cũng như các cái ý kiến kiến nghị của cử tri, thì riêng cái khu vực xử lý rác thải của thị trấn Hợp Hòa là hiện tại là thấy rằng là quá trình xử lý là đốt ở ngoài gây ô nhiễm
cho môi trường. Thì chúng tôi đề nghị là phải khắc phục ngay cái tình trạng không được đốt ra ngoài để đảm bảo cái sức khỏe cho bà con nhân dân. Theo như người dân xã An Hòa phản ánh, thì việc nhà máy xử lý rác thải thị trấn Hợp Hòa đốt rác thủ công Lộ Thiên gây ô nhiễm môi trường diễn ra thường xuyên. Vậy, trách nhiệm của nhà máy xử lý rác thải thị trấn Hợp Hòa trước thực trạng trên như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong chương trình thời sự tiếp theo. Sáng nay, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội, đồng thời thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Trong nhiều năm qua, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong đó, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng có nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn người tiêu dùng về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng theo quy định hiện hành, phối hợp với các ngành các cấp tuyên truyền về quyền lợi của người tiêu dùng. Tại hội thảo, đại diện các ngành đã đưa ra các giải pháp chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng, định hướng kinh doanh bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, truyền thông về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Công an tỉnh đang thực hiện cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử. Đây là thủ tục hành chính được thực hiện theo cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Người dân không cần phải đến trụ sở làm việc của cơ quan công an, có thể thực hiện các bước kê khai thông tin ở bất kỳ đâu và thời điểm nào khi có nhu cầu. Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ, phương tiện, kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục cấp hộ chiếu. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại bộ phận thường trực cấp hộ chiếu của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông. Mặc dù đã niêm yết công khai văn bản và video hướng dẫn các bước kê khai thông tin trên máy tính và điện thoại thông minh, song nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không thể tự thao tác. Để hỗ trợ công dân, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phải trực tiếp hướng dẫn tận tình, thậm chí phải cầm tay chỉ việc để có thể hoàn thành việc đăng ký thủ tục cấp hộ chiếu. Bản thân người dân thì cũng rất mong muốn là làm nhanh gọn và đang hướng dẫn như bản thân tôi. Tôi nghĩ là mọi ngày phải xếp hàng, người dân rất nhiệt tình vào cái là các đồng chí đã hướng dẫn rất chu đáo. Mặc dù chúng tôi những các cái phần mềm mà biết của điện thoại công nghệ thì bây giờ tiên tiến nó lên là chúng tôi cũng rất chi là chậm chạp về những cái đấy. Có tuổi cao như tôi, 60 tuổi thì thấy là rất chi là tuyệt vời. Để làm một cái hộ chiếu mới, tôi rất là vui khi được các đồng chí cán bộ trong phòng hướng dẫn rất là cụ thể. Sau cái hướng dẫn đó thì tôi về nhà làm. Và trong quá trình làm thì tôi cũng có một số các vướng mắc. Thì tôi lại điện hỏi các đồng chí đó và các đồng chí đó đều rất là nhiệt tình giúp đỡ. Kể cả ngày nghỉ và có cả những buổi tối mà tôi hỏi, các đồng chí đó cũng trả lời, hướng dẫn. Cho đến hôm nay tôi đã nhận được hộ chiếu. Hiện nay, nhu cầu cấp đổi hộ chiếu phổ thông của người dân tăng cao. Để hạn chế việc công dân phải chờ đợi lâu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động tăng cường năng lực, tăng thời gian tiếp nhận, hỗ trợ người dân tại khu vực tiếp dân, đồng thời niêm yết công khai thủ tục hành chính, bố trí đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ làm việc tăng ca, thêm giờ, nhằm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như là máy tính, máy in, máy chụp ảnh, máy quét vân tay và các phương tiện cần thiết khác để phục vụ công tác cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân. Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử và cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử về cơ bản là giống nhau. Vì vậy, người dân khi có nhu cầu cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử không phải đến trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục, mà có thể làm ở bất cứ đâu khi có cái phương tiện kết nối Internet như máy tính, máy điện thoại thông minh và để làm các thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử. Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết gần 900 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang từng bước khắc phục khó khăn, hỗ trợ tích cực người dân đến kê khai, làm thủ tục được thuận tiện, nhanh chóng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.